Chào hai chú bảo vệ nhá, cho con vào mua vé đi tàu ra đảo chú ơi. Rồi ok, con sẽ chạy vào trong này nha các bạn. Đó là cái cổng của chú bảo vệ thôi. Đó, đây sẽ vào trong cái chỗ này. Rồi chúng ta sẽ shop vé xe. Đây các bạn chạy vào đây nha. Đó, nó như một cái trạm thu phí vậy đấy các bạn. Đây, rồi lên đây. Đó, cổng sẽ được mở ra. Ok chưa? Rồi. Chỗ này nó là như một cái bảng kinh để đậu xe thôi. Những xe nào muốn dừng lại để đậu ấy có thể là dừng ở đây. Còn mình sẽ xuống phà luôn nha các bạn, để tranh thủ đưa khách lên phà để chuẩn bị đi ra đảo thôi. Đây là cái bến phà gạch giá rất là bự nha các bạn. Đó, xe ở đây cũng đang rất là đông luôn nè. Nó như kiểu đang kẹt xe luôn hay sao vậy các bạn ơi. Chiếc phà, mình sẽ xuống chiếc phà bên trái này nha các bạn. Mà bây giờ đang kẹt xe đông quá. Sao đây? Ôi, kẹt xe đông quá các bạn ơi. Rồi, xe kia nó đi được rồi kìa. Để lên mấy chú ơi. Ê, đừng. Thôi, xong rồi. Chú chạy xe chú lùi kiểu gì đây? Đụng vô cái mỏ xe con rồi. Trời ơi, chú ơi là chú. Rồi, chú chạy luôn rồi các bạn. Thôi kệ, đi bỏ qua cho chú đi. Mình sẽ xuống bến phà nè các bạn ơi. Rồi, chỗ này là có những cái xe khách để đậu để đưa khách xuống nè. Một số người sẽ đi xuống tàu, không có đem xe, mình thì đem xuống phà luôn nha các bạn. Để mình đưa khách qua bên Phú Quốc luôn. Đó, rồi xuống phà mỗi người một chỗ. Đậu xe. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS 2 để trải nghiệm lại cái con xe 16 chỗ quốc dân của Việt Nam mình luôn nha các bạn. Đó là con Fortune Seat. Con này mình thấy là khá là lâu rồi mình mới chơi lại trong cái tựa game ETS 2 ấy. Nhiều bạn yêu cầu vãi nồi luôn. Đấy, cái phiên bản mới thì hiện tại với cái con Fortune Seat này chưa chơi được phiên bản mới, nên là mình phải mod lại cái game bản cũ 1.36 để mình chơi cho các bạn xem nào. Ok, thì đây là con Fortune Seat. Quen thuộc chưa? Cái bản này nói chung là cái bản của nước ngoài các bạn, nên là nó sẽ cái nóc xe các bạn nó rất là cao. Nó cao hơn Việt Nam rất là nhiều, nên là nhìn nó hơi khác Việt Nam một tí, với nhìn nó hơi bầu bầu một tí. Còn Việt Nam mình thì nó vuông vức. Đó, nhìn nó đơn giản hơn nhiều. Đó, đây cho các bạn xem một vòng rồi nha. Rồi, đây là phía trước đó nè. Này nắng quá nắng các bạn. À, biển số mình có sửa được biển số 65B21029 các bạn thấy không? Đây là biển số xe của mình đấy. Con này hình như là nó đời 2018 đấy các bạn. Các bạn xem coi đúng không? Trên cửa có chữ Ford Transit, có chữ Transit nè. Phía trước thì có logo của Ford. Đó, còn đây là phía sau, từ phía sau sao mình cứ đi không được. Thế nè, đây đi xuống xe đi. Xuống xe coi cho nó dễ. Đây. Đây các bạn, đây là phía sau của xe. Phía sau thì mình chưa có sửa được cái biển số nữa. Mình sửa sau mà làm như là bị sót cái biển số này vậy, nên sửa không được, mà nó còn biển số của nước ngoài các bạn. Bên này có chữ Transit nè, bên này có chữ Ford nè. Đó các bạn thấy chưa? Hiện tại thì mình đang ở một cái ngôi nhà nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ làm tài xế, kiểu là chở khách đi du lịch ấy. Và đây là nhà của người mà thuê mình chạy chuyến hành trình này. Đây các bạn, đang đậu ở nhà người ta luôn. Và chúng ta sẽ chở khách đi ra cái bến tàu, mà nếu mà các bạn nào ở miền Nam hoặc đã từng đi Phú Quốc hay là đi các vùng đảo ở Gạch Giá ấy, thì các bạn biết là ở Gạch Giá nó sẽ có một cái bến tàu rất là lớn các bạn. Ở bến tàu đó là gọi là bến tàu tốc hành ấy, để chở khách đi ra ngoài đảo. Đó, thì hôm nay mình sẽ chở những cái hành khách này có một cái chuyến hành trình để đi ra cái bến tàu đó để đi ra đảo nha các bạn. Và tàu đó nó sẽ chở luôn cái chiếc xe của mình, nó gọi là như một chiếc phà luôn nha các bạn. Đó, ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ vào xe nha. Đây là cái nội thất của xe nè, vô lăng của Ford nè. Đây là cái kiến hậu nè các bạn thấy không. Xe này thì nó không có hành khách trên này, các bạn có tưởng tượng trong đầu là sẽ có hành khách nha các bạn. Khổ vậy rồi. Đây là hộp số nè, hộp số của những cái dòng xe 16 chỗ nó sẽ nằm trên cái cabin như thế này luôn. Đây là một số cái nút, ví dụ như chỉnh máy lạnh, hướng gió, rồi tốc độ, hay là phía trên này là cái phần chỉnh audio, chỉnh nhạc, đĩa rồi các kiểu các bạn. Đó, rất là chi tiết luôn các bạn. Trên này chúng ta sẽ có một cái GPS màn hình như thế này. Khi mà mình đề máy như thế này, đây
Đó, nó sẽ hiện cái màn hình lên. Và đây là những cái gọi là những cái đồng hồ máy các bạn. Có đồng hồ xăng nè, đồng hồ nhiệt độ máy nè, rồi một cái đồng hồ km trên giờ và một cái tua máy. Nó chỉ có vậy thôi. Nó rất là đẹp và chi tiết luôn. Và chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu chương trình luôn đi để không để các bạn chờ lâu nữa. Ok. Các bạn có tưởng tượng hành khách đã lên xe rồi nha các bạn. Con này là cái cửa kéo nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào số để chạy ra. Rồi chạy ra khỏi nhà nha các bạn. Cái cổng nó rất là nhỏ luôn ấy, mình không biết có chạy ra lọt không nữa đây. Con này là nó là màu như kiểu là màu bạc, màu silver ấy các bạn, nhưng mà nắng nó cháo quá nó thành như kiểu thành màu trắng luôn rồi. Rồi, cái cổng nó nhỏ nhưng mà mình xử lý là ra được hết nha các bạn, và đường xe đông quá. Cái map này nó rất là đẹp luôn ấy các bạn. Map này là map của Indo nên là các bạn thấy nó tai lấy nghịch. Anh ơi cho em ra cái. Nó tai lấy nghịch nhưng mà nó rất là giống ở làng quê Việt Nam mình luôn. Đó, ở bên đây mình chạy cho các bạn xem. Indo nó làm rất là nhiều map nhưng mà nó hơi tiếc là nó là tai lấy nghịch các bạn. Nhưng mà bù lại là nó, các bạn thấy map nó làm rất là chi tiết từng ngôi nhà, từng cái bụi cây các kiểu luôn. Rất là đẹp. Mà nếu các bạn cùng nhau khám phá cái map này trong ngày hôm nay nha. Nhưng hơi tiếc là nó ta lấy nghịch thôi. Ở đây có một cái trụ sở cảnh sát nè các bạn, như là kiểu công an phường như đấy. Công an xã. Nó có những cái chiếc xe cảnh sát đậu các bạn thấy không? Đó, xịn chưa? Ok, let's go. Con này đề ba nhanh thế nha. Con này đề ba rất là nhanh luôn các bạn. Mình mới thả cái chân côn ra mà nó đã giọt rồi. Mấy cái trưởng. Đây nó có một cái chợ nhỏ đó các bạn. Thấy chưa? Đây là mấy cái nhà dân hai bên đường thôi. Rất là nhiều những cái tiệm bán đồ luôn, tiệm tạp hóa rồi các kiểu nè. Đây như một cái chợ nhỏ ở quê đấy. Thì hôm nay mình sẽ có chuyến hành trình đi từ quê lên Gạch Giá nha các bạn. Chở khách đi lên Gạch Giá để đi tàu ra ngoài đảo du lịch nhá. Đang dịch bệnh mà đi du lịch. Phải chứ. Trong này nó có một cái như là kiểu một cái chùa các bạn. Phải có dịp mình quẹo vào đây cho các bạn xem. Rất là đẹp luôn ấy. Nhưng mà thôi, nay không có thời gian đâu nên mình sẽ đi. Tranh thủ đi, cái đoạn này nó nhiều cảnh lắm, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Còn một ví mình đi tầm nửa đường ấy thì nó chỉ là những cái như kiểu là những cái bụi cây bình thường thôi, những cái đoạn cây có bình thường ít nhà lắm. Những cái đoạn này hình như phía trước có một cái chỗ sửa xe kìa các bạn ơi. Để mình sẽ vào để mình độ lại cái máy cho nó chậm lại tí, các bạn. Cái máy này nó mạnh quá, như là trong này thì phải. Ghé vào sửa xe cái này trong này đúng rồi các bạn. Nhanh vào. Có này đây. Đó, có chú công nhân trong này luôn. Các bạn ơi, mình không dám đạp nhanh luôn ấy, mình đạp mạnh tí là nó giọt lắm luôn. Ui, các bạn nhìn cái ga sửa xe này các bạn, xịn chưa? Rồi, chú đóng mắt tay cho mình lên các bạn ơi. Các bạn phải chạy vào giữa cái đường này nha. Phải lên cái giá này các bạn, nó gọi là cái giá năng. Đó, ok, mình đã đưa lên nha. Và bây giờ mình sẽ sửa một tí về cái xe này, về cái động cơ máy của nó. Đang là 170 HP nha. Mình sẽ hạ nó xuống một tí. Nó còn 2.0, 150 HP này, 150 mã lực đấy. Rồi, ok, cho nó chạy chậm tí chứ con này nó giọt quá. Rồi, ok, để máy lên. Rồi, lui lại. Này, nó chậm hơn tí rồi nè các bạn. Con này nó nhanh quá. Rồi, ok, lui ra. Rồi, cảm ơn chú nha, xe đã sửa xong rồi các bạn. Nắng nó chát thế nhờ, bạn nhìn kìa. Nó chát mà gọi là đường nó trắng xóa luôn ấy. Mình mod cái đồ họa là nhìn cho nó sang sủa các bạn. Ê, trời. Sao đít nó lên vãi chữ nha. Rồi, ok. Nó chậm hơn được tí nhưng mà nó vẫn nhanh nha các bạn, chứ nó không. Ôi sao cái tiếng máy con này lớn thế nhờ. Cái gì đây? Ừ. Cái trụ mình tưởng là những cái mã. Ờ đúng rồi các bạn ơi, đây là những cái nghĩa địa đó. Máy chưa? Tiếng máy con này lớn thế nhờ. Tiếng máy con này hơi bị lớn luôn các bạn. Đây là khung cảnh phía ngoài để mình chạy cho các bạn xem ở ngoài. Đó, đẹp không? Những cái mod map của Indo rất là đẹp các bạn. Đây có một cái mình chạy nhầm lên sao. Quên. Chạy bên Indo mà cứ chạy bên người ta lấy thật của mình các bạn. Đây một cái cầu nè. Cầu này như kiểu bán vật liệu xây dựng như đấy các bạn. Bán đá gạch rồi. Chỉ hơi nhiều luôn.
thanh thông tiếng các bạn. Này. Chưa hề nghiêng lắng đồ. Nghe cho nó nhỏ nhỏ thôi. Hát hiu buồn tiếng vọng. Đây có một cái cây xăng nè. Nhưng mà xe mình nó kiểu như là đầy xăng rồi đầy bình rồi, thoải mái. Buồn nào hơn đêm nay. Buồn nào hơn đêm nay khi tình xuân đã. Rồi như vậy là mình đã vừa qua được cái chợ rồi đó các bạn. Và bây giờ mình đang đi trên một con đường trường bình thường. Đoạn này thì nó sẽ cho phép chúng ta chạy 100 km/h nhá. Tại là chạy sơ sơ mình khoảng 80 km/h nè các bạn. Mình chỉ mới đạp nhẹ nhẹ cái ga thôi đấy. Con này mạnh quá mạnh. Chả biết nó xài động cơ gì nó mạnh phải chưa như thế này luôn ấy. Đây có một cái chốt công an nè các bạn thấy không? Đó. Công an đứng đây bắn tốc độ các kiểu nhá, nhưng mà đang bắn bên cái làn đường bên kia ấy, bên mình chạy bình thường. Cái lane này đang là lane nét liền đó nè. Xe lên đây chạy phải chú ý. Rất là nhiều ổ gà luôn chứ các bạn. Giống đường Việt Nam không? Đường Việt Nam kiểu vậy đấy. Rất là nhiều ổ gà luôn. Cái này có một cái nhà, có những cái chiếc xe nó gọi như là xe công trường này các bạn. Ơ what the hell, sao lại bị hỏng? Sao nó báo xe mình bị hỏng nha? Ok. Tự nhiên nó báo xe mình bị hỏng các bạn. Sao lại hỏng? Không có đụng gì đâu. Đây như cũng có một cái chùa nữa nè các bạn. Các bạn thấy không? Đây như kiểu nó cũng có một cái chùa nữa. Mình đã thắng ăn đó nha. Đã phát xe dừng lên luôn các bạn. Cho tim thêm ngẩn ngơ. Đó, lúc này cũng có nhà người dân như thế nè. Đây như kiểu cũng đang đi ngang một cái chợ nữa các bạn. Có cây xăng nữa nè. Vì sao trời đành bắt duyên anh lỡ là. Quá đẹp luôn ấy. Cái map này xịn sò, cái map này mà nếu mà bạn nào có thời gian sửa nó lại thành Ballet Thần ấy. Chạy chắc bao sướng luôn. Ui, ông nội chạy xe đạp. Đúng không, chạy ra ngoài lộ chứ hết hồn hết chứ. Để mình test thử cái tốc độ con này cho các bạn xem nha. Đây, lên số số 5. Ui, trời 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 trời. Ui, ui. Cái gì mà nhanh như vậy? Ui, nguy hiểm quá các bạn ơi. Bình thường luôn. Rồi chạy ra. Con này chạy nhanh lắm luôn ấy các bạn. Điểm hết ga nó chắc nó giọt lên có 200 mấy 300 km/h ấy. Thôi chạy bò bò để cho chắc ăn. Lên khoảng 100 km/h nha, cho nó đúng với cái tốc độ của cái đường này hả. Xe ngược chiều chạy về đông vãi chữ luôn ấy, mà xe đi cùng chiều nãy giờ nó không thấy chiếc nào cho ta. Dạ, xe ngược chiều đổ về rất là đông luôn. Chạm xe tải hay sao ấy, cái khu công nghiệp hoặc là cái gì đấy đấy, hoặc là một cái nhà để người ta sao ta gọi là cái công ty vận chuyển và vận chuyển hàng hóa ấy các bạn. Thấy rất là nhiều xe tải trong đó luôn. Xe gì vậy? Ông đám chạy chiếc xe đi qua mình chưa thấy rõ nữa. Nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn thương ai. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn thương ai. Nãy giờ mình chạy là mình không thấy xe đi cùng
chiều mình luôn các bạn. Chỉ lấy xe đi ngược chiều thôi. Kìa, mới nhắc các bạn, mình ở đây là chiếc xe đầu tiên mình gặp đi cùng chiều với mình luôn ấy. Hoặc là nó chạy nhanh quá các bạn, tại đoạn đường này nó cho chạy 100 km trên giờ mà mình kiểu cứ bò mình nhiều chuyện ấy. Xong rồi cái xe nó cứ chạy qua mặt. Bây giờ mình sẽ cố gắng vượt qua mặt này nha. Đấy, ui lên chậm. Đấy, nhanh không? Con thấy nhanh không? Rồi. Rồi để coi có xe ngược chiều không mới mình vượt mới được. Đấy, ok. Đây lên đây mới gặp xe ngược chiều nè các bạn ơi. Phía trước một chiếc nữa kìa. Ui xuồng các bạn nó chạy nhanh chưa? Bởi cả trưởng luôn ấy, tốc độ bàn thờ luôn ấy. Nè các bạn thấy chưa? Ủa, tốc độ bàn thờ của là xe siêu tốc hành luôn. Ấy vượt lách. Đó. Kìa, phía trước đang là một dãy xe luôn nè. Các bạn nhìn mình nhớ, mình chỉ làm mẫu đúng một lần vậy chứ thôi. Ê, ui, xem đụng. Nhiều xe chạy ngược nhiều quá, thì phải bớt xe mình mới vượt qua được các bạn. Đây nha, ok, quá, lấy xe luôn, lên tốc độ. Rồi tắp vô. Ừ, nhìn vãi trưởng. Đây, qua đây. Rồi, quá luôn. Đoạn thì không thấy chiếc xe nào đi cùng chiều, cho nên đoạn thì là một đống xe luôn các bạn, vượt một xỉu. Con này các bạn thấy nó kiểu là như nó chạy cái chế độ như là sport đấy các bạn, chạy nhanh phải trưởng, nhanh mà không kiểu không phải là bình thường đâu mà kiểu là đề ba nhanh luôn. Các bạn chỉ cần điện ga nhẹ một phát thôi nó giòn, kiểu là như từ 0 lên 100 km/h nó rất là nhanh luôn ấy. Nếu mà các bạn không tin thì mình test cho các bạn xem luôn nè. Đây nha, đây mình dừng lại nha. Ok, đây dừng lại hẳn luôn. Rồi đây nha, chỉ vào số 1 thôi nha, đang là 0 nè, các bạn đếm nha. 1, 2, 3, 4. Bình từ cái này cũng được, nếu mình tính như vậy cũng được. Phải lên tới số 3 nó mới dọn nhanh được. Đây nè, lại. Số 3 nó mới nhanh. Rồi, cái đánh chết cái này. Vô, 1, 2, 3. 3 giây nữa các bạn, là 100 km/h kìa. Hãy giữ chưa? Khác gì là siêu xe không các bạn. Nhanh phải trưởng vậy. Đây nó có cái gì nè. Đây như kiểu cái công viên hay sao ấy. Có cái công viên. Rồi chúng ta thấy phía trước hình như là một cái ngã ba hay sao ấy. Đúng rồi các bạn, đây là một cái ngã ba. Rồi mình sẽ chạy thẳng luôn nha. Đây có chốt comment các bạn thấy không? Những cái địa điểm mà như thế này thường có rất là nhiều chốt comment. Ở đây nó sẽ có một cái như là một cái chạm căng đấy các bạn. Đây, những chiếc xe tải đi qua khu vực này là phải ghé vào đây căng hết. Đặc biệt là những chiếc container. Đây các bạn thấy không, nó sẽ có những cái chạm căng trong đó đấy. Đó. Nhưng mà mình thì xe khách thì không có ghé những chạm căng như vậy. Những cái chiếc mà chở hành khách ấy thì đa số là ví dụ như Comair nó có kêu lại các bạn thì nó sẽ kiểm tra trực tiếp luôn. Ví dụ như xe này là 16 chỗ đi thì các bạn chở là 16 người thôi. Còn nếu mà bạn chở 20 mấy người mà dồn một cục thì nó sẽ phạt các bạn ấy. Đây là một cây xăng màu đỏ. Đây kiểu là chợ đêm vậy. À đây là một cái bãi xe, một cái chỗ xuống hàng cho xe tải các bạn. Wow, đây là có một cái cổng khá là đẹp luôn nè. Hình như là mình cũng gần đến bến tàu rồi đó các bạn ơi. Cái map này kiểu là chạy cho nó có nội dung thôi chứ nó không phải là map Việt Nam nha các bạn, mình đã nói từ lúc đầu rồi. Má này mình đánh giá nó cảm giác như nó hơi lắc các bạn. Mình không có show được cái FPS nên mình không biết nó có bị giảm không. Nhưng mình cảm thấy nó hơi lắc. Lắc ngoài trong cabin thôi, ra đây thì nó mượt lại nè. Đây nó rất là mượt luôn. Ok các bạn ơi, như là mình gần đến bến tàu rồi nha. Ok, hành khách chuẩn bị tư trang hành lý nha. À quên, xe mình đi ra biển luôn mà. Bình thường các bạn, nếu mà bạn nào đã từng đi ví dụ như là đảo Phú Quốc nè, hay là đảo Hải Tặc, hay là đảo Hòn Sơn ở Gạch Giá các bạn, Gạch Giá Kiên Giang ấy, thì các bạn sẽ đi ra một cái bến tàu. Cái
bánh tàu đó nó gọi là bánh tàu tốc hành đó. Thì với lên cái bánh tàu đây, các bạn mua vé thì các bạn sẽ ngồi trên chiếc tàu đó, nó sẽ đưa cho các bạn ra ngoài đảo tầm khoảng 1 tiếng gì đây đó. Nhưng nó sẽ còn thêm một cái loại tàu nữa, nó gọi là tàu phà ấy. Nó chiếc những cái tàu đó nó sẽ đưa chiếc xe các bạn ra luôn đó, không là các bạn lấy xe ra ngoài đó để chạy luôn. Nhưng mà ví dụ như đi Phú Quốc nó mới đưa ra xe nha các bạn, mấy cái đảo nhỏ không có chạy xe hơi được, nó cũng chả đưa ra làm gì. Đây có cái bệnh viện nè các bạn thấy không đó. Bây giờ mình đang vào trung tâm Gạch Giá nha các bạn, thành phố Gạch Giá. Ui, đây có một chiếc xe tải cứu hộ luôn nè các bạn, đã nha. Ai xe buýt từ trong thành phố nhóc chân luôn nè. Em sẽ này bán bia bán nước ngọt gì đủ thứ hết. Em sẽ đây, xe công nhân đang làm việc nữa nè. Ui, lắc đã trao. Em sẽ đi, em sẽ đi. Wow. Một đoạn tình vui xóa đi một đoạn đời mình trao lỡ cho nhau. Tới chưa ta? Để mình coi cái bản đồ à, như tới nè các bạn ơi. Đây, đây là cái đường để vào cái bến bến phà nè các bạn, gọi là bến phà đi. Ui, có biểu tượng ba con bò. Ủa sao tắt máy bà nó vậy? Để lên lại. Ok. Đây, mình sẽ chạy vào trong nha các bạn ơi. Ui, ngoài kia là biển không kìa các bạn thấy chưa? Ngoài kia là biển không à. Đây, mình vào, mình sẽ vào cái cổng để mình mua vé. Đó, có chú bảo vệ đứng canh gác nè các bạn ơi. Rồi, chạy vào. Chào hai chú bảo vệ nhá, cho con vào mua vé đi tàu ra đảo chú ơi. Rồi, ok. Mình sẽ chạy vào trong này nha các bạn, đó là cái cổng của chú bảo vệ thôi. Đó, đây, sẽ vào trong cái chỗ này. Rồi chúng ta sẽ xót vé xe. Đây, các bạn chạy vào đây nha. Đó, nó như một cái trạm thu phí vậy đấy các bạn. Đây, rồi lên đây. Đó, cổng sẽ được mở ra. Ok chưa? Rồi. Chỗ này nó là như một cái bạc kinh để đậu xe thôi. Những xe nào muốn dừng lại để đậu ấy có thể là dừng ở đây. Còn mình sẽ xuống phà luôn nha các bạn, để tranh thủ đưa khách lên phà để chuẩn bị đi ra đảo thôi. Đây là cái bến phà Gạch Giá rất là bự nha các bạn. Đó, xe ở đây cũng đang rất là đông luôn nè. Nó như kiểu đang kẹt xe luôn hay sao vậy các bạn ơi. Chiếc phà, mình sẽ xuống chiếc phà bên trái này nha các bạn. Mà bây giờ đang kẹt xe đông quá. Sao đây? Ôi, kẹt xe đông quá các bạn ơi. Rồi, xe kia nó đi được rồi kìa. Để lên mấy chú ơi. Ê, đừng. Thôi, xong rồi. Chú chạy xe, chú lùi kiểu gì đây? Đụng vô cái mỏ xe con rồi. Trời ơi, chú ơi là chú. Rồi, chú chạy luôn rồi các bạn. Thôi kệ đi, bỏ qua cho chú đi. Mình sẽ xuống bến phà nè các bạn ơi. Rồi, chỗ này là có những cái xe khách để đậu để đưa khách xuống nè. Một số người sẽ đi xuống tàu, không có đem xe mình thì đem xuống phà luôn nha các bạn, để mình đưa khách qua bên Phú Quốc luôn. Đó, rồi xuống phà mỗi người một chỗ. Đậu xe. Đó, phà rất là lớn luôn nha các bạn ơi. Và xe đang đậu gọi là chen chúc nhau mỗi người một chỗ. Ok. Rồi, xuống được tới nơi rồi các bạn, mình tắt máy nha. Ok, đỏ quá trời đông luôn rồi nè, xe đang xuống từ từ nè. Dữ chưa? Ôi trời, tao đâu nó chạy xuống đụng chiếc xe buýt người ta luôn kìa. Vãi trưởng chạy xe kiểu gì đây? Ok, phà nè các bạn, rất là to luôn. Đó, đây là cái bến phà rất là rộng luôn nè các bạn. Đã chưa? Ok các bạn ơi, như vậy là ngày hôm nay mình với các bạn đã vừa hoàn thành xong được một cái chuyến hành trình trải nghiệm con Ford Transit này để đi từ quê chở khách đi du lịch ra tới bến phà của Gạch Giá xong. Và mình sẽ tạm dừng video ở đây, và bạn nào thấy video của mình hay đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Với cái bản mod xe Ford Transit này cũng như là cái bản mod map này, mình sẽ để phía dưới phần miêu tả, các bạn nào muốn chơi giống mình các bạn có thể là tải về chơi trên cái phiên bản game 1.36 nhá. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.